Chào các bạn, tôi là Trần Hoài Văn, trưởng môn phái khí công Himalaya đời thứ nhất tại Việt Nam. Bây giờ đang là tháng 4 của năm 2068, như vậy là tôi đã tròn 100 tuổi. Mặc dù đã rời bỏ cuộc sống ở thành phố, tránh xa mọi sự ồn ào, náo nhiệt, xa lánh mọi sự phức tạp để lên núi Himalaya ở ẩn. Nhưng hàng ngày tôi vẫn nhận được nhiều câu hỏi về việc phải làm thế nào để nâng cao sức khỏe. Câu hỏi thì nhiều, vấn đề thì lắm, nhưng quanh đi quẩn lại cũng vẫn chỉ liên quan tới việc ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc, tiêu hóa tốt, bài tiết tốt, tình dục sung mãn, tinh thần sảng khoái, trí tuệ minh mẫn. Tôi rất hiểu mong muốn chính đáng này của các bạn, bởi có sức khỏe sống sướng lắm các bạn ạ. Còn nếu không có sức khỏe thì vô cùng khổ sở. Nhiều người chỉ muốn chết cho xong mà cũng không được chết ngay. Phải sống như chết cho tới lúc chết thật. Những ai chăm chỉ tập luyện cùng môn phái khí công Himalaya thì đều đã có sức khỏe tốt cả về thể chất lẫn tinh thần và sống trọn vẹn kiếp nhân sinh một cách chất lượng nhất, viên mãn nhất. Còn những người lười nhác thì đã vô cùng khổ sở với đủ loại bệnh tật, đau ốm cho tới khi nhắm mắt lìa đời. Tất cả những vấn đề này đã được tôi giải đáp và hướng dẫn từ 50 năm trước rồi. Tất cả những bài học, bài tập bổ ích đó, tôi để link video ở ngay dưới hộp mô tả của video này. Các video đều có phụ đề và được lồng tiếng của những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Hãy vào đó là xem được hết đấy. Nhớ chia sẻ cho càng nhiều người biết đến những video của môn phái khí công Himalaya để họ tập luyện, để có sức khỏe thì càng tốt. Giúp người khác hết ốm đau bệnh tật, trở nên khỏe mạnh chính là cách mà bạn tạo phúc cho bản thân, cho con cháu mình đấy. Hôm nay, tôi sẽ đưa các bạn quay trở lại với một bài giảng của tôi vào năm 2024. Chào các bạn, tôi là Trần Hải Văn, trưởng môn phái khí công Himalaya tại Việt Nam. Rất vui được gặp lại các bạn trong video này. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài tập rất tuyệt vời. Bài tập có tên gọi là Trường Xuân Công, có nghĩa là tuổi trẻ vĩnh cửu. Đúng như tên gọi Trường Xuân Công, tuổi trẻ vĩnh cửu, bài tập này mang lại cho bạn rất nhiều năng lượng sống, làm chậm quá trình lão hóa, giúp bạn luôn trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình. Bạn luôn cảm thấy cơ thể của mình tràn đầy năng lượng sống, tràn đầy tình yêu với cuộc đời. Bài tập này khắc phục một cách rất thần kỳ các chứng bệnh đau vai, gáy, cổ. Có rất nhiều bệnh nhân bị thoái hóa hoặc thoát vị địa đệm ở khu vực xương cổ. Họ bị bác sĩ chỉ định là phải mổ thay địa đệm. Nhưng nhờ tập luyện bài Trường Xuân Công tuổi trẻ vĩnh cửu này mà họ đã khỏi bệnh, không phải phẫu thuật nữa. Ngoài ra, bài tập này còn khắc phục rất nhanh các chứng bệnh như tiền đình, bệnh thiếu máu não, huyết áp thấp. Bài tập này còn giúp bạn có một hệ thống gân cơ săn chắc, dẻo dai, có dáng đi nhanh nhẹn như một thanh niên mà không hề phụ thuộc vào tuổi thật của bạn. Dù bạn là 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi thì bạn sẽ vẫn có một dáng đi nhanh nhẹn như một thanh niên. Ngoài ra, bài tập này còn mang lại rất nhiều tác dụng tuyệt vời khác. Chỉ nửa tiếng cho bài tập này mà bạn có từng đấy tác dụng, thậm chí còn nhiều tác dụng mà chúng tôi chưa thể kể ra hết. Vậy thì chúng ta còn chần chừ gì nữa? Hãy bắt tay vào tập luyện ngay. Nào, mời bạn. Chúng ta bắt đầu nhé. Áp hai bàn tay vào nhau, xoa cho nóng lên, làm sao mà sắp nóng hai cái bàn tay của mình. Khi tay đã nóng rồi, chúng ta áp vào thái dương và massage theo chiều lên xuống ở hai bên mặt của mình 30-40 lần.
Bây giờ chúng ta đặt tay trước mặt và cũng massage lên xuống 30-40 lần. Các động tác massage mặt như thế này giúp tăng cường đàn hồi của da mặt, giúp da mặt của chúng ta lúc nào cũng mịn màng, cũng có độ đàn hồi rất tốt, khiến chúng ta trông trẻ trung hơn. Tiếp theo, đặt ba đầu ngón tay mỗi bên vào cái huyệt ấn đường chỗ con mắt thứ ba này này ở trên trán của mình, vuốt mạnh sang hai bên. Chúng ta nhớ là ấn mạnh và vuốt sang hai bên. Làm như vậy khoảng độ 30 lần là được. Sau đó đặt ba ngón tay vào mắt. Nhưng chúng ta vuốt nhẹ thôi, không vuốt mạnh như là ấn trán, vuốt nhẹ. Cũng độ 20-30 lần. Tiếp theo, chúng ta đặt đầu ngón tay trỏ vào điểm trong này của mắt, xoay tròn quanh cái mắt của mình. Nhớ là xoay ở khu vực có xương, chứ không đè tay vào mắt, xoay tròn quanh cái bờ xương, quanh hốc mắt, 30-40 vòng. Ở khu vực quanh hốc mắt này có rất nhiều các cái huyệt đạo có tác dụng hỗ trợ làm tăng thị lực của mình lên. Tiếp theo, chúng ta lại sát hai bàn tay vào nhau cho nóng lên. Úp hai bàn tay vào mắt, mở mắt và chớp mắt liên tục cho con người của mình nó cảm nhận được luồng năng lượng ấm nóng từ lòng bàn tay tỏa ra. Chúng ta lặp lại thêm 3 đến 4 lần nữa.
Bạn thấy đấy, sau khi thực hiện xong động tác này thì cái tầm nhìn của chúng ta ấy, nó được cải thiện lên rất nhiều. Nếu như trước khi làm động tác này bạn nhìn mọi thứ nó mờ mờ ảo ảo, thì bây giờ bạn thấy là chúng ta đã nhìn mọi thứ nó rõ ràng hơn. Bây giờ thì chúng ta lại đặt tay vào hai bên mũi của mình như này, và sát lên sát xuống dọc theo sống mũi, sát lên sát xuống khoảng 100 lần. Sát làm sao cho hai cái sống mũi của mình ấy nó ấm nóng lên. Sau khi đã sát khoảng 100 lần lên xuống, bạn sẽ thấy sống mũi của mình nóng lên, và dọc sống mũi nó có rất nhiều các cái huyệt đạo nó hỗ trợ cho cái quá trình hô hấp của mình. Ai bị nghẹt mũi, viêm xoang thì tập những động tác này sẽ được khắc phục, hỗ trợ rất nhiều. Tiếp theo, dùng hai ngón tay bấu vào cái tấm ngăn vách mũi đây, giật nó ra. Tiếp theo, dùng đầu ngón tay trỏ áp vào huyệt nhân trung nằm giữa mũi và môi, ấn vào huyệt nhân trung, xoay tròn. Quay ngược lại. Huyệt nhân trung này có tác dụng đem lại cái sự sảng khoái, sự tỉnh táo, tập trung, minh mẫn cho con người. Tiếp theo, nếu bạn là đàn ông thì bạn đặt tay lên sống mũi của mình, sát lên sát xuống dọc theo sống mũi. Nếu bạn là phụ nữ thì đặt một ngón tay ở chỗ này, môi trên, một ngón tay môi dưới, và sát ngang, kéo trái kéo phải. Đàn ông thì sát mũi, đàn bà thì sát môi. Sát mũi ở người đàn ông ấy nó giúp cho, hỗ trợ cho cái sự cương cứng của dương vật tốt hơn. Còn đàn bà sát ngang môi thì nó làm tăng cái nội tiết tố của phụ nữ, nội tiết tố nữ. Ok, vậy chúng ta đặt tay và bắt đầu sát. Xong, động tác tiếp theo, chúng ta sẽ gõ hai hàm răng vào nhau, gõ hàm răng vào nhau. Cái việc chúng ta gõ răng thế này giúp cho cái hàm răng của mình nó khỏe hơn. Tiếp theo, chúng ta
dùng cái đầu lưỡi quét ở hàm răng trên, quét mặt ngoài, trái phải tính là một lần. Chúng ta sẽ quét khoảng 40 lần như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ quét mặt trong của răng. Bây giờ chúng ta quét, dùng lưỡi quét mặt ngoài cả răng dưới. Bây giờ dùng lưỡi quét mặt trong của hàm răng dưới. Động tác quét lưỡi như thế này giúp chúng ta khắc phục được cái chứng bệnh hôi miệng và các bệnh nha chu. Tiếp theo, chúng ta dùng các đầu ngón tay đặt ở thái dương, cào mạnh như mình gãy đầu ấy, cào mạnh từ thái dương xuống đến gáy. Sau đó mình đặt tay ở vị trí này, cào tiếp, và lần thứ ba thì cào lên đỉnh đầu. Các bạn nhớ nhé, đặt ở thái dương này, lần thứ nhất này, lần thứ hai thì nối tiếp vào, và lần thứ ba nối tiếp vào. Với ba đường cào này, chúng ta phải cào được tất cả các diện tích ở trên đầu của mình, không để sót chỗ nào cả. Ok, vậy chúng ta cùng cào đầu. Động tác cào đầu này đưa máu lên não, rất tốt cho những người bị thiếu máu não. Chúng ta bắt đầu.
Bây giờ chúng ta sẽ cào ở phần gáy. Gáy của mình đây, mình sẽ cào từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Nhớ là cào từ trên xuống dưới, rồi lại cào từ dưới lên trên. Có mấy bạn? Động tác cào gáy này giúp đưa máu lên các đốt sống cổ, khắc phục rất tốt chứng bệnh thoái hóa thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ. Tiếp theo chúng ta đan 10 ngón tay áp vào gáy, sát mạnh sang hai bên, vừa sát vừa quay mặt sang trái sang phải. Các bạn lưu ý phải sát mạnh vào sao cho cái vùng gáy của mình như này nó phải ấm lên, nóng lên thì mới tốt. Rồi bây giờ dùng từng tay một vuốt, cũng vừa vuốt vừa xoay mặt sang hai bên. Tiếp theo chúng ta sẽ sát cái vùng cổ của mình, ngửa cổ lên, dùng tay vuốt từ cằm xuống đến cổ. Tôi biết là khi tập động tác này sẽ có nhiều bạn, nhất là phụ nữ, sợ rằng là mình vuốt như vậy thì cái da cổ của mình nó bị sẹ xuống. Không, điều đó không xảy ra đâu. Nếu mà da cổ bị sẹ thì tôi đã tập cả mười mấy 15 năm nay tôi tập thì da cổ tôi đã sẹ rồi, nhưng không, da cổ nó được đàn hồi rất căng. Rồi bây giờ chúng ta tiếp này, chúng ta vuốt từ động mạch cảnh, đây là động mạch cảnh, vuốt từ động mạch cảnh bên nọ sang bên kia, vừa vuốt vừa quay mặt theo. Bây giờ tiếp theo chúng ta kẹp cái tay của mình vào kẽ ngón trỏ và ngón nhẫn, kẹp tay vào và sát lên sát xuống, sát mạnh, nóng gian hai cái tay của mình lên. Rồi sau khi bạn sát tay như vậy thì bạn sẽ thấy cái tay của mình nó nóng ran lên. Cái tay, vành tay của mình như này, nó có hơn 300 cái huyệt đạo liên quan đến các cái chức năng của các cơ quan ở bên trong cơ thể. Khi bạn sát tay như vậy là bạn cũng massage cho các cái cơ quan bên trong cơ thể mình. Và như bạn thấy đấy, sau khi mình sát tay xong, tập thông xong các cái động tác xoa mặt, cào đầu, cào gáy như vậy thì mình sẽ thấy rất là sảng khoái, rất sảng khoái. Và người mình ấm áp, dễ chịu. Nếu như các bạn mới buổi sáng, khi buổi sáng mới ngủ dậy thì hãy tập các động tác của thức thứ nhất này.
Rồi sau đó hẵng ra ngoài đường, bởi vì nếu như mình đang ở trong nhà mà ra ngoài đường mà vào mùa đông có sự chênh lệch nhiệt độ ấy, thì nó dễ làm cho mình bị cảm, bị đột quỵ. Vậy thì các bạn nhớ tập cái thức thứ nhất này, tập thức thứ nhất này, sau đó có ra ngoài đường thì cái khả năng và tránh được những cái rủi ro vì đột quỵ, bị cảm là rất cao. Các bạn cố gắng, các bạn nhớ nhé. Bây giờ chúng ta sang thức thứ hai. Đan 10 ngón tay đặt trước bụng dưới, ngồi thẳng lưng, buông lỏng cột sống, buông lỏng bảy đốt sống cổ, xoay đầu sang bên trái, hít vào, xoay sang bên phải, thở ra, xoay sang trái, hít vào, xoay sang phải, thở ra, sang trái, hít vào, sang phải, thở ra. Tiếp theo, chúng ta ngả đầu ra phía sau, hít vào, gập về phía trước, thở ra, ngả ra phía sau, hít vào, gập về phía trước, thở ra. Ở đây các bạn, tôi xin lưu ý các bạn là nếu như những ai, những bệnh nhân mà đang bị thoát vị, thoái hóa đốt sống cổ thì chúng ta không không ngả đầu sâu ra sau. Nhớ nhá, những bệnh nhân đang bị thoát vị, thoái hóa đốt sống cổ không ngả đầu ra sau, mà chúng ta chỉ hơi ngả thôi, hơi ngả, không ngả nhiều mà chỉ ngả một chút. Nếu như đau quá không ngả được thì thôi không phải ngả mà chỉ cần gập về trước. Ok, thế còn những người bình thường không có vấn đề gì về đốt sống cổ thì chúng ta ngả ra sau, hít, gập về trước, thở ra, ngả sau, hít vào, gập trước, thở ra. Tiếp theo, chúng ta xoay tròn đầu, gập xuống, thở ra, ngả sau, hít vào, gập xuống, thở ra. Và cũng lưu ý là những ai đang bị thoái hóa thoát vị đốt sống cổ thì không ngả đầu ra phía sau. Cố gắng áp cái tay của mình càng sát được vai càng tốt. Chúng ta quay ngược lại. Kết thúc thức thứ ba. Thứ ba, chúng ta nắm tay, nắm vừa, không cần phải lên gồng, không cần phải nắm quá chặt, nắm vừa phải, áp hai nắm đấm vào ngực, đặt xa nhau ra, không đặt gần, không đặt gần thế này, đặt xa nhau ra. Rồi bây giờ chúng ta hít vào, nâng hai cùi chỏ lên cao hết cỡ, thở hạ xuống, lên hít xuống thở, lên hít xuống thở. Chúng ta làm khoảng từ 30 đến 40 lần. Hít thở, hít thở, hít thở.
Động tác này giúp cho các cái phần cơ vai, khớp vai rất mạnh khỏe, rất dẻo dai, đồng thời làm lưu thông các cái kinh lạc ở phần tim, phổi. Hết thức thứ ba. Bây giờ thì mời các bạn vào phần thứ tư của bài tập. Chúng ta sẽ tập cho so sát kinh lạc khu vực lòng bàn tay, các ngón tay. Hai tay nắm hờ, sát nóng cái phần cườm tay bên trong vào nhau. Sau đó chúng ta sát phía đối diện, sát cườm tay bên ngoài. Đổi tay. Áp mu bàn tay vào nhau, xoay tròn. Quay ngược lại. Sát cạnh trong bàn tay vào nhau, áp hai nắm đấm vào, sát nóng khu vực này lên. Sát cạnh ngoài. Tiếp theo, chúng ta sát nóng cái đường viền từ ngón trỏ đến ngón cái, căng tay ra, sát nóng cái khu vực này. Đổi tay. Việc chúng ta xoa sát bàn tay này là chúng ta giúp cho khí huyết lưu thông các kinh lạc dương, mỗi ngón tay là xuất phát các đường kinh dương, riêng ngón út thì có hai đường. Tiếp theo, chúng ta kẹp từng ngón tay vào kẽ ngón trỏ và ngón giữa. Mình làm những gọng kìm đấy, kẹp từng ngón vào mà mình tuốt độ 10 lần mỗi ngón. Đổi tay. Đổi tay. Đổi. Đổi. Chúng ta đổi bàn tay và lại làm tương tự như vậy. Đổi ngón tay. Đổi. Như tôi đã nói đấy, mỗi một ngón tay nó xuất phát một cái đường kinh dương, riêng ngón út thì có hai đường. Như vậy cái việc chúng ta xoa sát các ngón tay này là chúng ta giúp cho khí huyết cái đường kinh dương lưu thông được tốt hơn. Rồi, bây giờ chúng ta căng tay ra, sát vào cái huyệt lao cung nằm ở khu vực lòng bàn tay đây. Chúng ta sát như thế này, sát huyệt lao cung cho nóng lên. Đổi tay, sát huyệt lao cung bên này, khu vực này. Bây giờ chúng ta căng tay trái ra, đấm tay phải vào khu vực huyệt lao cung, lòng bàn tay trái.
đổi tay. Rồi thưa các bạn, cái việc mà chúng ta xoa sát lòng bàn tay này thì ngoài cái việc mà nó lưu thông khí huyết ở các đường kinh dương như tôi đã vừa nói thì nó còn giúp chúng ta có một cái bàn tay rất là mịn màng, đặc biệt là phụ nữ khi tập bài này bàn tay rất mịn màng, nó không còn bị thô ráp sần sùi nứt nẻ hoặc là nổi các đường gân xanh lên nữa. Ở cái cổ cũng vậy, ở cái phần thứ nhất chúng ta khi xoa cổ như thế này này, ở cái phần thứ nhất mà tôi đã hướng dẫn đấy, cổ mình mịn màng. Các bạn nên nhớ phụ nữ rất là hay đến các cái cơ sở spa phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp, nhưng dù có mất rất nhiều tiền bây giờ các bạn cũng vẫn, các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cũng chưa thể can thiệp được nhiều giúp các bạn có một cái làn da cổ mịn màng, làn da tay mịn màng như mình mong muốn, mà chỉ có tập khí công thì mới đem lại được thôi. Hết phần thứ tư, bây giờ chúng ta sang phần thứ năm. Phần thứ năm thì chúng ta sẽ tập ở cái tư thế đứng chứ không nên ngồi nữa, tập ở cái đứng nó thuận lợi hơn. Và phần thứ năm này thì các bạn sẽ thấy tôi tập cùng với hai người mẫu ở trong một cái clip mà tôi quay cách đây đã 4 năm rồi. Và các bạn thấy đấy, 4 năm trước khi tôi quay cái clip mà tôi tập cùng với hai người mẫu, tôi mặc áo vàng đó. Và bây giờ sau 4 năm, bây giờ chắc chắn là sức khỏe tôi tốt hơn và cái vẻ ngoài của tôi trẻ trung hơn 4 năm trước rất nhiều. Các bạn sẽ thấy ngay bây giờ. Ok, rồi mình sang phần thứ năm nhé. Thứ năm, hai tay nắm lại, đặt trước ngực cách độ 1 gang. Bây giờ hít thì kéo tay trái sát vào tay phải đánh thẳng ra. Bây giờ thở thì lại kéo tay phải và đánh tay trái ra. Hít kéo trái đánh phải, thở kéo phải đánh trái. Hít trái phải, thở kéo phải đánh trái. Tác dụng của thức thứ năm, sau khi thông kinh khí khu đầu tay, bây giờ hoạt động này để thông khí huyết khu cùi chỏ. Khi chuyển động tay thì cả tâm, can, phế, đờm đều ảnh hưởng. Rồi bây giờ mình làm ngược lại này. Hít kéo phải đánh trái, thở kéo trái đánh phải. Hít thở, hít thở, hít thở, hít thở. Phòng cùi chỏ, vai tê sưng, tăng cường công năng phế, tâm, can, đờm. Sau khi luyện khu đầu, khu bàn tay, bây giờ luyện khu cùi chỏ, vai ngực. Như vậy khi huyết đầu tay thông được với nhau, toàn thân cảm thấy ấm áp. Một số người bị bệnh tim phổi sẽ cảm thấy dễ chịu, hơi thở thông sướng. Hít thở. Thức tiếp theo, bắn cung. Vươn hai cánh tay lên phía trước mặt, song song với mặt đất. Vặn sang trái 90 độ. Hít, kéo cánh tay phải dọc theo tay trái, căng hết cỡ. Về giữa, thở ra. Sang phải, hít, kéo căng hết cỡ. Về giữa, thở ra. Lại vặn sang trái, hít, kéo căng hết cỡ. Về giữa, thở ra. Chúng ta lưu ý, khi kéo như vậy, kéo hết, hết cái nách của mình, cùi chỏ nâng cao lên, không hạ thấp. Về giữa, thở ra, bên nào cũng vậy. Sang trái, hít kéo hết cỡ, về giữa thở ra, bên phải cũng vậy, hít hết cỡ, về giữa thở ra, rồi. Tác dụng thức thứ 6, sau khi làm xong thức này, người thường nóng ran khắp lồng ngực đầu bởi khí chuyển động làm ảnh hưởng đến trung tiêu gồm tỳ vị, làm cho gân cốt vai cùi chỏ mạnh, điều hòa công năng của tỳ vị. Thức này kích thích công năng tỳ vị rất tốt cho những người bị bệnh về tiêu hóa, ăn vào đầy hơi, khó đại tiện, khó tiêu, nhất là những người cao niên, ít hoạt động. Hít hết cỡ, về giữa thở ra, rồi. Tiếp theo, tay chống trời, tay đạp đất. Hít vào, mềm mại, nâng hai tay lên nách. Thở, lên gồng. Một tay đưa lên, có cảm giác mình đẩy trời lên, tay còn lại ấn đất xuống thấp. Sau đó hít, lại mềm mại thu tay về nách. Thở, đổi tay.
một tay chống trời, một tay đạp đất. Và chúng ta lần lượt làm như vậy. Tác dụng của thức thứ 7. Khi tập xong động tác này, khu dưới lồng ngực nóng ran bởi hoạt động đã ảnh hưởng tới tỳ vị, tăng cường sức mạnh tay, vai, điều hòa tỳ vị. Kết thúc động tác. Thức tiếp theo, gõ mệnh môn và vỗ vai. Mệnh môn là một cái đại huyệt nằm trên xương sống đối diện với rốn. Tôi sẽ đứng quay lưng lại để anh chị học viên nhìn cho dễ. Một tay gõ mệnh môn, tay vỗ vào vai. Vai là đỉnh của phổi. Mệnh môn liên quan chân hỏa, tăng dương khí của cơ thể mình lên. Vặn người qua trái qua phải, thậm chí vặn được về sau thì tốt. Tập luôn trên cột sống cho vai gáy cổ của mình. Hít thở tự do. Tác dụng thức thứ 8. Ngang lưng là thận du, bờ vai phía trước cuối cùng của thận kinh. Tăng cường sức lực cho vai và lưng, điều hòa thận khí. Do kết quả của 7 thức trên đến thức này thì công năng tạng phủ được kích thích. Chỉ cần luyện thức này 10 lần đã cảm thấy lưng ấm áp. Những người đau lưng thận suy sau khi luyện thức này cảm thấy chân khí chuyển thông khắp lưng lên đầu, đôi khi buồn tiểu. Kết thúc động tác. Tiếp theo, mời chúng ta ngồi xuống. Ngồi chân trong chân ngoài, gọi là ngồi cắt kéo, hai tay úp lên đầu gối. Giữ cho cái cột sống của mình nó thẳng, không để nó ưỡn nẹo thế này. Thẳng, tay là lên đầu gối. Và bây giờ chúng ta xoay tròn người. Hít vào nửa phía sau, thở ra nửa phía trước. Hít vào nửa phía sau, thở ra nửa phía trước. Tác dụng thức thứ 9. Hoạt động có tính chất chuyển động toàn bộ xương sống và bụng dưới, tăng hiệu năng bụng dưới, điều hòa khí huyết. Những người làm việc ngồi lâu ít hoạt động, khí huyết cả khu bụng dưới gồm đại trường, tiểu trường, bàng quang, mông, đùi bị ngăn trở. Cần luyện thức này càng lâu càng tốt, nhất là những người bị đau ngang lưng, bàn tọa, bệnh tiểu đường, khó khăn trong chuyện phòng the. Quay ngược lại, làm hệt như vậy.
chúng ta duỗi thẳng hai chân về phía trước. Hít, ép một chân kéo sát vào người. Thở, đá mạnh ra, đổi chân, hít kéo sát vào người, thở đá mạnh ra. Hít, thở, 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 hít, thở. Rồi, bây giờ chúng ta dùng hai bàn tay của mình nắm lấy hai bàn chân. Nếu trong trường hợp anh chị em nào cái lưng nó cứng, không nắm được vào bàn chân, thì nắm vào cổ chân. Đấy, sau này mềm dần thì mình sẽ nắm vào bàn chân. Bẻ hai cái cổ chân, kéo căng hết cỡ về phía cơ thể của mình. Bẻ căng hết cỡ, giữ như vậy khoảng 3-40 giây, thậm chí có thể giữ 1 phút. Nhưng vẫn hít thở bình thường, không nín hơi, chỉ có kéo cái cổ chân hết cỡ. Rồi, sau đó chúng ta nằm xuống thư giãn. Lưu ý, cái quãng thời gian mình nằm thư giãn thì nó cũng tương đương với quãng thời gian mà mình kéo hai cổ chân. Ví dụ vừa rồi chúng ta vừa kéo hai cái cổ chân căng hết cỡ về phía cơ thể mình trong khoảng 1 phút, thì bây giờ mình cũng nằm thư giãn 1 phút. Rồi, mời chúng ta từ từ ngồi dậy. Hai chân của chúng ta đứng rộng bằng hoặc hơn vai một chút. Hít vào, kiễng chân, vươn hai cánh tay lên, ngang vai, cổ tay rủ xuống. Thở, vẫn ngồi, vẫn kiễng, ngồi xuống, hạ tay ra sau. Ấn ra sau hết cỡ. Lại lên, hít, thở, đứng ở trên gót chân. Hít kiễng, ngồi kiễng hạ xuống, thở ra, ép tay sau. Lại hít, đứng kiễng chân lên, thở, đứng trên gót chân. Hít, thở, hít, thở. Tác dụng của thức 10, 11 nhằm mục đích chuyển động các khớp xương chân, khớp xương toàn người. Hai động tác này để khí huyết toàn thân lưu thông đều, trợ tiêu hóa, tăng cường lưng và thận, lưu khí huyết toàn thân, bắt chân phải hoạt động. Những người bị bệnh đầu gối, bàn chân, tĩnh động mạch khó khăn cần luyện thế này nhiều lần. Hít kiễng chân, vươn tay lên, thở, vẫn kiễng, ngồi xuống. Hít kiễng, đứng lên, thở, đứng trên gót chân. Hít kiễng, thở, ngồi. Hít kiễng, thở trên gót. Tiếp theo, hai chân đứng rộng bằng hoặc hơn vai một chút. Hít, vươn tay lên, ngả người ra sau vừa phải. Thở, cúi xuống hạ tay. Hạ được tới đâu thì hạ, chạm đất thì tốt, không chạm đất thì cũng đừng cố quá. Từ từ, sau một thời gian tập, lưng nó mềm, tay sẽ chạm đất. Tác dụng thức 12, tập luyện cho các đốt sống phần eo lưng và phổi.
Lại lên hít. Xuống thở. Lên hít. Xuống thở. Lại lên hít. Xuống thở. Lên hít. Xuống thở. Lên hít. Xuống thở. Kết thúc động tác. Áp hai bàn chân sát vào nhau. Mở hai mũi chân ra tạo một góc khoảng 90 độ, tức là mở ra mỗi bên độ 45 độ. Đưa hai gót chân ra ngoài. Dùn người xuống sao cho từ đầu gối lên chạm vào nhau, đứng thẳng lưng. Hai tay nắm lại đặt bên hông. Bây giờ chúng ta hít vào, vừa hít vừa bật các ngón tay ra, tiếp tục hít đưa lên nách. Thở đưa từ nách ra sau gáy. Hít vòng từ gáy qua đầu về giữa ngực. Thu tay về, thở ra, tiếp tục thở, gập các ngón tay lại. Gập xong thì hết thở. Lại lặp lại vòng tiếp theo, hít bật từng ngón tay đưa lên hết nách. Thở. Hít vòng về trước ngực. Thở kéo về hông. Hít bật từng ngón tay đưa lên hết nách. Thở. Hít. Thở, thu tay về, gập từng ngón tay. Tác dụng thức thứ 13. Làm lưu chuyển khí theo vòng tiểu chu thiên nối hai mạch nhâm đốc, sinh ra công năng khí huyết sinh lực dồi dào, chống quá trình lão hóa. Hít vào bật từng ngón tay kéo lên hết nách. Thở đưa ra sau gáy. Hít vòng về trước ngực. Thở thu tay về eo, lại gập từng ngón tay vào hết thở. Hít bật từng ngón tay đưa lên hết nách. Thở đưa ra sau gáy. Hít vòng từ gáy qua đầu về trước ngực. Thu tay về hông, thở ra và gập từng ngón tay lại. Kết thúc động tác. Chúng ta quay trở lại động tác gõ mệnh môn. Nhưng có điều vừa nãy nếu như mình gõ mệnh môn thì mình chỉ vỗ mệnh môn và vỗ vai, thì bây giờ mình vỗ khắp cơ thể của mình. Từ vai dọc theo mạng sườn xuống dưới và từ dưới đi lên. Chúng ta kết thúc bài tập Trường Xuân Công ở đây. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tập luyện xong bài Trường Xuân Công vẻ đẹp vĩnh cửu. Và chắc chắn là bây giờ các bạn đã thấy người mình sảng khoái, dễ chịu hơn rất nhiều. Vậy thì các bạn hãy tập đều bài này hàng ngày. Chỉ với 40-50 phút thôi. Nhưng các bạn sẽ có một khi sức khỏe rất tốt. Cơ thể luôn tràn đầy năng lượng. Một vẻ đẹp, vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi rất nhiều. Khỏi tất cả những bệnh đau vai, gáy cổ, tiền đình, thiếu máu lên não. Và dáng đi nhanh nhẹn, khỏe mạnh như một thanh niên. Và như các bạn thấy đấy, những cái hình ảnh, clip mà tôi mặc áo vàng tập cùng các người mẫu là quay cách đây đã gần 4 năm. Và bây giờ, hôm nay là ngày 24 tháng 1 năm 2023. Tức là sau gần 4 năm, có lẽ tôi tự tin mà nói rằng tôi không những không già đi so với cái clip mặc áo vàng quay 4 năm trước,
mà tôi tự tin mà nói rằng mình khỏe mạnh hơn, trẻ trung hơn rất nhiều. Đó là nhờ tôi tập luyện hàng ngày các bài khí công của Himalaya, trong đó có bài Trường Xuân Công về đặc vĩnh cửu. Vậy thì các bạn nhớ tập luyện đều hàng ngày nhé. Nếu các bạn đã thấy video clip này có ích thì hãy nhấn nút theo dõi, nhấn nút chuông để nhận được thông báo mới nhất. Hãy nhấn nút like và share, chia sẻ thật sâu rộng đến cộng đồng. Chúng tôi sẽ sản xuất nhiều video clip với những bài tập rất hữu ích cho sức khỏe. Chúng tôi rất mong được các bạn ủng hộ. Và nếu bạn có nhã ý mời tôi một ly cà phê thì hãy nhấn vào nút cảm ơn. Tôi sẽ rất hạnh phúc được uống ly cà phê mà do các bạn mời. Thế nhé, xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo với những bài tập tốt nhất cho sức khỏe của khí công Himalaya. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.